Hello anh em nha. Nay tối thứ hai ngày 25 tháng 3. Đã lâu lắm rồi em chưa có lên gặp em Mỹ cho anh em. Nên hôm nay em lựa cho anh em lên vài con chuẩn form lớn ký xịn sò luôn ha. Cho anh em bắt về làm giống nha. Con này hiện tại là 2 kg mốt nha anh em. Mang về quen nhà tầm 3-4 tuần là rất chứng so nha. Mỹ H. Em số 2 Squatter 2 kg 2. Cũng sắp rất chứng so rồi. Form dáng khủng luôn nha anh em ha. Lớn ký. Cũng hiếm được những gà mái tốt như vậy lắm nha anh em. Và dáng cán lớn ký như vậy lắm. Tương đối là hiếm á. Không nhiều đâu. Rồi mái số 3 Cháp nha. 2 kg 1. Cũng sắp rớt trứng sò luôn. Mặt mày dáng cán chuẩn lắm nha anh em. Hôm nay lên 3 con gà mái này đều là 3 mái chuẩn nọc cho anh em luôn. Đó, dáng dấp, dáng cán ok lắm. Bộn bang tốt ha. Chơi được hết rồi ha. Test qua hết rồi, nói chung là ngon lành. Những gà mái này là những gà mái chuẩn. Rồi, ai có mến thì alo em ha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Chào anh em.